Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay Tuấn Âm Thanh Lai Châu tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn là một bộ dàn độc. Hàng này là hàng độc, rất ít hàng bác nhé. Đây là bộ Kenwood 7i coi nhé. Đây là tổng thể của bộ Kenwood 7i này, gồm 5 thớt. 5 thớt này combo đều là 7i tất. Tất cả của em nó đều là 7i hết. Công suất là 140W, một loa trở kháng 6 ohm. Hàng còn rất đẹp. Giá của em nó là 13 triệu các bác nhé. Hàng còn quá đẹp luôn, hàng này phải gọi là hàng độc luôn. Đây. Tổng thể là 5 thước, CD hoạt động tốt, cassette quay băng đều hoạt động tốt. Tí em quay em test cho các bác xem. Đây là tổng thể trước và sau của bộ này. Bộ này còn quá đẹp luôn. Các bác về có thể cấy live TV, laptop, điện thoại thoải mái. Bởi vì đằng sau này còn rất nhiều cổng live vào để cắm TV, laptop, điện thoại nghe qua bộ dàn này. Đây là tổng ở phía sau của bộ dàn này. Này, của em nó này 140W nhé. Em bắt đầu test lại cho bác nghe chất lượng CD luôn. Các bác nào muốn nghe chất bát của nó đeo tay phone của em. Đấy, đấy rung nhà các bạn. Vì sao bụi kiêu còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy, em ơi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng. Chỉ còn một bộ duy nhất cuối được các bạn, chắc là cuối đầu không còn nữa. CD, sao em thử cassette cho các bác này. Cassette vẫn hoạt động tốt nhé. Này, đường tín hiệu này. Các bác nào muốn nghe cassette thì về cắm dây audio đằng sau vào. Cắm đi ra. Đó, cửa A, cửa B vẫn hoạt động tốt nhé. Cửa A này. Cửa A vẫn hoạt động tín hiệu ra các bác nhé. Vậy là cassette của hai cửa này đều chạy hoạt động tốt. Đó là toàn bộ clip em giới thiệu về bộ Kenwood 7i này cho các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em theo số điện thoại là 0982 246 621. Các bác chỉ cần nhập số điện thoại này vào Google, Zalo hay Facebook đều có bài đăng của em luôn. Bộ này em đăng hôm nay là ngày 21 tháng 1 2018 các bác nhé. Em trân trọng cảm ơn các bác.